rồi kêu để xuống dưới là anh thấy cũng hợp lý hay nhưng, sao? Nhưng mà cái này cái thì qua với này cái chuyện là của giám đốc hay gì, còn chị bảo vệ là chị bảo vệ người ta ra nhắc nhở, còn chừng nào giám đốc xuống là phạt. Còn ví dụ như cái này mà mình đòi đó không được thì mình dạy chỗ này. À, mình dạy vô chỗ này của mình. Do mình cũng có phòng gì của mình mà. Thì giờ mình dạy cái này là vô trong chỗ lán này. Đúng rồi, bên kia cũng vậy luôn. À, bên kia cũng vậy. Còn cái này là mình đái vậy là dạng cặp hông, còn mình đái kia là đái đầu nó hay hơn. Dạ. Yeah. À, vậy để phía trước còn hay hơn nữa. À, đái phía trước nó hay hơn. Là sau đít của con hạt á ha. Ờ à, đúng rồi, sau đít hạt. Wow. Đó. Thôi mình cũng có ý kiến vậy, mấy anh em ở đây cứ sắp xếp làm cho một con năm ok là được ha. Dạ. Yeah. À. Chứ đấy dân địa phương ở đây luôn á. À, dân địa phương. Ngày xưa là gia đình anh cũng là còn có đất ở đây. À, công hiến đi làm hoa viên anh. Không phải công hiến nha, đền bù giải tỏa đàng hoàng. Dạ, đền bù giải tỏa để làm hoa viên. Gia đình có mộ trong đây luôn. Thì anh thấy vấn đề mà đặt cái gì đó anh cũng lên tiếng. Ví dụ như là góp ý vô. Góp ý cái này là dạng mình góp ý thôi. Dạ. Anh dùng gì bảo vệ không cho. Thì mình có quyền mình dạy vô chỗ này. Ví dụ mình đã trên đây thì nó nắng quá lâu ngày nó theo bị nứt gạch hay gì. Nếu mình dạy ở đây bình thường á. Anh hiểu ý không? Là ở trong hoa viên á là người ta ý người ta muốn là con kỳ lân này đúng rồi, ở rồi. Trên đây. Mà anh nói là bị bể. Hoa viên không cho để xuống dưới. Đó, mà bây giờ ý kiến của anh. Ý kiến của anh là cho là nới nằm ở trên đầu. Cho nới nằm trên đầu thôi. Đó, ý kiến mình là vậy. Còn thì mình để ở đây thì nó lắng cái hành lang. Mình đã trên đầu thì có hỏi là được cơ vậy thôi. Em cũng như là góp ý kiến vậy thôi, còn quyền quyết định là của chị Hồng Loan là muốn để ở đâu. Quyết định Hồng Loan thì muốn là để dưới rồi đó. Thì bây giờ quyết định của Hồng Loan. Chị Hồng Loan dưới bên ngoài viên thôi. Bởi vì mình con này to quá anh. Mình làm hộ ở đây là mình đăng ký hợp đồng đây hết rồi là mình phải có ý kiến là cũng như gia đình dưới bên ngoài viên người ta có ý kiến với nhau nó dễ hơn không? Dạ. Nó vậy. Làm cái gì quá, sáng để ở trên. Đúng rồi, hồi sáng á là để trên. Dưới. Ở dưới xong rồi bắt đầu kinh lên trên. Lên trên là bây giờ á hoa viên cho chị Hồng Loan không thích là bắt đầu lên xuống dưới lại. Mà cái này phải Hồng Loan đợi đây là có báo tin kia chưa? Lên xuống. Không, ở trong hoa viên là người ta cho vô đây. Cái con hạt. Hiểu không? Nhưng mà ở trong chị Hồng Loan chưa quay ra. Quay ra. Để ở hoa viên là kêu phải để. Quay tới lui nó nhức đầu. Hồng Loan là không. Còn con này, còn cái con lăn này lên xuống thì lên xuống. Lên. Bây giờ đang xin ý kiến ở trên thì không biết ý kiến ở trên như thế nào. Nói chung là phải quyết định thống nhất. Chị Hồng Loan lên rồi dời hả? Dạ. Chị Hồng Loan dời xuống. Chị Hồng Loan quanh lại. Tí nữa quanh lại hả? Bây giờ hồi nãy chị Hồng Loan qua là hoa viên văn phòng thì tâm ý. Bây giờ mấy anh em ở đây cứ làm việc nha. Dạ. Mộ ông già mình thắp nhang miếng. Dạ. Mấy anh em chào anh ha. Rồi ok, chào mấy anh em. Dạ, chào anh nha. Ý kiến của ảnh là bây giờ á. Có nghĩa là để ở đây có được không được á thì về lên phía trước. Mỗi phía trước này thấy dễ cũng được nè chồng. Dạ. 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 Ồ, anh la giờ phía trước là ok. Mà mình thấy cái đồ này nếu mà dời không lên trước thì cũng đâu có vấn đề gì đâu đúng không? Dạ phía trước nhưng mà đụng cái bàn. Cái miếng bể này đâu dưới cái bàn. Dạ giờ phía trước là đụng cái bàn. Đúng rồi. Lụm lại cái miếng bể cho tao để khi thợ đá vô ta dán. Đụng dưới cái bể đi. Hiện tại là đang rất là Cái miếng bể đó, có cái miếng đó không nè. Bây giờ nói rõ cho mọi người biết hồi nãy á là do là buổi sáng có cái sự ồn ào cái vụ con kỳ lân là để ở trên đây nè. Đó rồi xong rồi chị Hồng Loan tới là kêu là phải để xuống đây, nó tại vì để trên đây nó nặng là mộ lắm. Thì trong cái lúc di về á là bị mẻ cái phần mộ của cậu. Đó là cái miếng mẹ đó chút xíu thôi nè. Bây giờ cái miếng này phải giữ lại nha, lát hồi ta lấy keo ta dán lại được, ta sửa lại được đó, miếng nó mất là khó rồi con. Đúng rồi. Bây giờ ai là cái này quay đừng nói tôi làm mẻ mộ nha mấy ông nội. Đâu có. Cái này là lấy lên cho mọi người coi. Anh để cái bít trên con kỳ lân đi. Để trên cái bông sen đi. Không, nhưng mà cái miếng nhỏ này sao mà dán được ta? Được không được. Cái miếng chút xíu rồi đá này. Có keo đá. Có keo đá mà. Bây giờ tạm thời để trên đây nha. Để anh. Để đó mất. Lên đây nè. Ta để lên cái bông này đi. Để lên cái bông này nè anh. Đây nha. Để trong này chắc ăn nhất. Hồi nãy á chị Loan á đang lao ở bên ngoài nè mà nghe cái bể mộ cái chị đỏ mắt luôn. Khóc luôn. Chị kèm lại nước mắt thôi chứ giờ sao đau lắm chứ bộ. Một mình mày mình kích nổi hả? Kích nổi lắm. Anh em phụ á. Mày muốn bung cái lưng mày ha. Đổ không hả? Đạp cho nó cái luôn cô.
Rồi, ok anh. Vậy cũng mạnh chứ bộ, anh giờ được. Đó, kìa, nãy là để đây nha. Rồi. Cậu buồn rồi mọi người. Nè, bây giờ mộ bể mà tao lo con kỳ lưng nó có bể chỗ nào không? Chứ không phải đơn giản đâu. Thì hồi nãy. Sao bể được? Có cái này nó mà bể sao vậy? Sao không bể? Hồi nãy chị Loan có lên tiếng rồi, mọi người có nghe không? Nghe cái gì? Nãy chị Loan lên tiếng nói là hả, có làm cái gì á thì cũng hỏi gọi cho chị một tiếng. Không có được đặt linh ta linh tinh lên trên mộ của cậu nữa. Chị Loan nói gì vô chú tiểu? Đúng, chị hồi nãy chị Hồng Loan có nói là không có được đặt đồ tùm lum lên trên mộ của cậu nữa. Rồi bên đây có bị gì không? Cái lỗ tai đây mang hết luôn. Đúng rồi. Do di về nó nặng quá. Đây. Kỳ lắm, bể tôi không có tiếc. Mộ của cậu đã bể tôi mới sót. Đúng rồi. Quan trọng là cái mộ. Tao chỉ thấy cái chỗ mà chỉ này là tao coi. Nó mẻ, con kỳ lân ở dưới đây nè, nhưng mà không sao, ở dưới đây không sao. Đúng rồi, con có cái miếng mẻ, mày cầm cái miếng mẻ lên tao quay phim coi. Quan trọng là cái mộ. Rồi, kỳ lân cũng mẻ ra rồi, cô chú anh chị ơi. Mộ cũng mẻ và kỳ lân cũng mẻ. Bị mẻ một nhưng mà quan trọng nhất là cái mộ. Quan trọng là mộ cậu. Cái này là do là cái vấn đề mà lúc mà di rời xuống á. Lý Hằng cũng phải có cái gì. Ủa ha bà xã. Cái gì anh? Thì cái bánh mì này cũng ra lại. Nãy em cũng không đi. Hay làm hai chú này ta. Ở chị Nhi coi. Tại vì biết sao hai cái con kỳ lân này nó rất là nặng. Con dịch này dễ bị ấy lắm à. Đứng xa đi. Đứng xa mỗi lần thấy dịch em sợ em không dám quay. Dịch với gà hả chồng? Rồi đứng từ xa quay đó. Ừ. Quay chăm chăm luôn cũng ngán. Tâm sự phó ở đây mà cũng hả đau lóc quá. Nhưng mà vợ chồng mình là đang những cái gì mà để con cảnh vui vui, vui, vui vẻ đúng không anh? Cái gì vui, những cái buồn cho cậu ha. Đây là dịch của cô Năm nha, cô chú anh chị ơi. Đúng chồng ơi. Đó, cũng nguyên một con dịch luôn. Ôi trời, bữa nay sao có lúc nắng, lúc mưa, lúc cái mát, đúng không? Mà kỳ lưng vô, đúng không? Trắng vô, cũng làm cái chồng ơi, cái nắp của cái chung nước bị ngã nước xuống rồi vậy chồng. Chung nước của cậu á. Thấy không? Nói là hả sao khi chị Loan ra về trong đây họ bụp nhau nãy luôn. Có. Nhưng mà để thời gian sau đi chứ giờ ta chưa thấy. Rồi bữa hổm nghe nói có người đòi lộ bắt cóc tâm chị phố nữa kìa. Có phải không? Có. Vậy thì nhưng mà giờ ta chưa thấy. Cái gì nói em ở dưới Tân Bình nó xuống kiếm em. Thấy không? Rồi cô chú anh chị ơi, nó cho địa chỉ rõ ràng. Cho địa chỉ Tân Bình để xuống kiếm. Đây nha cô chú. Xuống kiếm. Xuống kia xong gì luôn. Ủa nắng quá. Thân bình. Đến đây thì 15 hết. Video của Hiền Tiên kết thúc. Cả nhà chúc cả nhà đang xem trên kênh của Hiền Tiên có một ngày tốt lành nha.